Sang giữa thập niên 1960 thì cuộc chiến tranh ở Việt Nam ngày càng lan rộng, và đó là điều kiện để cho cái dòng nhạc lính càng ngày càng được nở rộ ở Việt Nam. Trong thời gian đó thì có rất là nhiều những nhạc phẩm của rất nhiều nhạc sĩ. Tuy nhiên Trần Thiện Thanh vẫn là người tạo ra được cái sự khác biệt lớn nhất ở trong dòng nhạc lính. Bởi vì những người lính ở trong nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh không phải là những người lính chung chung, và hầu hết trong số họ đều có một câu chuyện thật. Chẳng hạn như đại tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, đã hy sinh ở trên đỉnh Charlie vào năm 1972. Đại úy Nguyễn Văn Đương, tiểu đoàn 3 nhảy dù, hy sinh ở Hạ Lào năm 1971. Đại úy Thiết Giáp Nguyễn Ngọc Bích hy sinh ở Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa 1972. Và có một nhân vật là bạn rất thân của Trần Thiện Thanh từ khi họ còn học chung với nhau tại Phan Thiết, đó là Trung úy Vũ Mạnh Hùng thuộc tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến. Trong chiến dịch Tết Mậu Thân thì Trung úy Vũ Mạnh Hùng đã hy sinh ở trên cầu Bình Lợi ở ngoại ô của Sài Gòn. Xúc động trước cái chết của người bạn thân, Trần Thiện Thanh đã viết nên nhạc phẩm Rừng Lá Thấp với những câu sao không hát cho người giết giặc trên cầu khi bùn lầy còn pha sắc áo xanh. Sau đây nhạc phẩm Rừng Lá Thấp sẽ được gửi đến với quý vị qua giọng ca của hội trưởng câu lạc bộ tình ca Dĩ Vãng. Xin mời anh Tùng Mô Tô. Nhờ buổi nhạc này là chúng ta hãy ôn lại những kỷ niệm gắn bó để giữ lại cho năm sau đất nước những ngày phút như bây giờ cần gửi đến quý vị Rừng Lá Thấp. Thank you.
rừng lá xanh xanh lối mòn chảy quanh đời mình quen yêu rằng cô hồ cũng thành nghe tình ngày thơ tiếng sông thiên nhiên đánh giặc lâu bền cho lón lớn bình yên lời hát xin gây rung động thật sâu chia sẻ cho mọi người cái cảm xúc của anh khi hát cái nhạc phẩm Rừng Lá Thấp này nó như thế nào? Trước khi trả lời câu hỏi này của MC, tôi cũng nói chắc là ở đây không phải riêng cá nhân tôi, cũng tương đối một vài các anh ở đây, cứ tạm gọi là các anh thì trong quân đội mà đã từng tham chiến. Tôi chỉ nói thế này, bằng cái cảm xúc của nhạc sĩ Trần Việt Thanh và những cái cảm xúc khi đứng sân khấu thể hiện những bài ca của lính. Tôi nói mở ngoặc nó rộng lớn một chút. Những người tham chiến ở hai bên chiến tuyến là những người lính, là những người rất khổ. Tôi không nói là lính Việt Nam Cộng Hòa hay lính của Bắc Việt chúng ta từ xưa. Tất nhiên là những người lính, những người cầm súng bảo vệ cho cái chân lý lúc đó chúng ta được hiểu. Và những người lính đó ai cũng có những cái tình cảm, ai cũng có các cái nỗi lòng của người ta. Vâng, cái bài hát này tất nhiên tôi đứng lên sân khấu hát với quý vị thì nó cũng phải có cảm xúc của người lính, và tôi mở ngoặc không cho bên nào cả, và chung chung của những người lính đã tham chiến. Và tôi khi hát bài hát này tôi cũng phải thả hết hồn và khi thời quân nhân và tôi hát cái bài này không biết là được có lọt tai quý vị hay không. Và tôi cũng xin cảm ơn. Xin cảm ơn.